Nhiệt liệt chào mừng toàn thể bà con cũng như là anh em làm máy nông nghiệp trở lại với YouTube Cày Chảo Vũ Hải trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục bố trí các cái đồi banh lồng cũng như là banh bấm lên đường phục vụ cho bà con là Hưng Hà, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam và Hà Nội, Chương Mỹ, Hà Nội. Ngày hôm nay thì đồng loạt một lô cày này em thay đổi phong thủy. Đấy, thay đổi phong thủy thì bên em sẽ lại từ xanh đỏ, à đen đỏ thì bây giờ lại bắt đầu em lại đến xanh. Ngày hôm nay thì em lên đường một đôi bánh lồng cho máy 4018, một đôi lồng cho Giang Ma 351. Đôi Giang Ma 351 này thì về với lại khách ở Hưng Hà, Thái Bình. Hai đôi bánh bấm cho 5018 cộng với lại một đôi bánh bấm cho 4018 nữa. Đấy, toàn bộ thì số hàng ngày nay đã được xếp sẵn lên xe, chằng buộc cẩn thận rồi. Giờ chỉ giây phút đẹp đẽ nhất, ngon nhã nhất thì bắt đầu em lên đường. Rồi, qua video thì em cũng xin gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân ái với bà con. Chúc cho anh em cũng như là bà con làm máy một vụ mùa bội thu, sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài. Và anh em nào có nhu cầu sử dụng sản phẩm bánh lồng cày bừa của Cơ khí Nông nghiệp Vũ Hải thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0982 975 256 hoặc là 0936 975 256. Hoặc ngoài ra có thể đến trực tiếp địa điểm là xóm 5, Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình để anh em có thể là tận mắt trực tiếp cảm quan quá trình sản xuất cũng như là quá trình ra sản phẩm của bên em. Đây là Hoàng Long, chuyên vận tải của bên em. Đó. Bên em thì vừa mới về một dàn phay Greenland, mã là 180, ký hiệu là SO2. Tại sao nó là SO2 thì xin giới thiệu với bà con, SO2 nó là mã của chân xơi dài. Đó. Đây, em quay chi tiết về sản phẩm ngày hôm nay về. Hôm trước thì em có đã lên video vào buổi tối nhưng mà nó hơi mờ nên là anh em không nhìn rõ. Thì bây giờ phút này đây em sẽ quay lại cái chân dao dàn xới của dàn Greenland này để cho anh em nắm được. Dàn thì nó thật ra là anh em nhìn nó cực chất rồi. Đấy, quá đẹp. Lưỡi giới xới này thì anh em chạy thì rất là nhẹ máy, mà đảm bảo cho anh em được cái ưu điểm là độ sâu. Đó. Rồi, em xin kết thúc video tại đây thôi. Hàng hóa lên đường thì em lại tiếp tục lên cho anh em những cái thước phim, những cái thước video, những đoạn clip chân thành nhất, chân thực nhất. Em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Đừng quên bấm theo dõi cũng như là đăng ký kênh của em để chào đón những video mới nhất và chào đón những sản phẩm mới nhất. Em xin chân thành cảm ơn, kính chào và gặp lại tất cả mọi người.